Vâng, xin được kính chào quý vị và các bạn. Clip hôm nay em xin tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn một cặp loa tai nôi đến từ Anh Quốc. Mà cặp loa này nó là cái model mà được rất nhiều các audiophile ưa chuộng. Đó là cặp loa Sterling TWW. Đây là cặp loa mà theo cái cá nhân quan điểm của em thì là rất hay trong cái tầm tiền. Đó, cặp loa này thì nghe nhạc vàng, nhạc bolero rất là tuyệt vời. Đó, cặp loa này thì là hàng từ Nhật về, đẹp xuất sắc. Đó. Và bây giờ em sẽ đi quay máy lại gần và giới thiệu chi tiết hơn để quý vị và các bạn cùng trải nghiệm. Đây là phía trên lóc loa. Thì những dòng loa này là loa thùng gỗ lạng rồi, thì các bác đã biết rồi. Đó. Tất cả các góc này thì là chưa bị há này. Đó, những cái dòng loa này thì thường là nó bị há những cái góc mép này. Đó. Vẫn còn nguyên mộc chưa thì há đây bên loa bên này. Đó, cặp loa này cũng về cái tuổi đời nó thì còn tương đối là đẹp. Và cũng như quý vị và các bạn đã biết là loa tai nôi thường sử dụng một loa bát đồng trục. Đó, thường sử dụng một loa bát đồng trục. Tai nôi Sterling TWW, đây là cái đời cuối cùng của dòng T, sau đó là dòng lên Sterling HE và Sterling HSE đến GR. Đó, đây là cái dòng loa mà với cái quan điểm cá nhân em thì là rất là hay trong tầm giá. Loa sử dụng thì quý vị cũng đã biết, loa sử dụng một bát 25 cm, màng giấy và gân mút rất là mềm này. Đó, gân này rất là mềm, đánh rất dễ đánh luôn và rất dễ nghe, rất mềm. Đó, dòng này sử dụng kiềng vuông rồi. Đó, quý vị cũng đã biết. Ở đây tất cả những loa, tất cả các cạnh góc đều rất đẹp. Cạnh loa rất đẹp và bên dưới nó có một cái bảng phân tần nó nằm ở đây, và đây là tất cả những cái cầu kết nối tinh chỉnh giải cao. Đó, đây, tinh chỉnh giải cao. Khi các bác tăng giải cao lên thì các bác sẽ chuyển sang cộng, còn các bác giảm đi thì các bác cho về trừ. Đó. Cái tem này thứ nhất là mới này, chưa bị xước sát gì. Đấy, tem rất mới. Khi mình vặn vào thì nó phải cái giải tép nó mới có nha, còn khi tháo ra thì nó mất giải tép luôn. Đó. Cái điều đặc biệt của dòng tai nôi là như thế. Và điều đặc biệt nữa là những dòng loa này là hãng lại làm một lỗ thông hơi ở bên cạnh. Đó. Con này lỗ hơi. Đấy, lỗ thông hơi đây thì khi các bác muốn nghe phòng kín thì các bác sẽ phòng nhỏ và phòng kín thì bác sẽ gạt lên. Đó. Cái điều đặc biệt của tai nôi thì là làm cái lỗ thông hơi di động. Đó. Các bác tùy theo cái cảm nhận của mình thì thích nghe lỗ thông hơi thì nghe, mà không thích thì mình lại đóng lại. Đấy, rất là cái điều rất là tuyệt vời. Đây, loa bên này cũng rất là đẹp rồi. Loa sử dụng một bát 25 cm và đồng trục nhé, đồng trục, loa đồng trục, họng kèn rất là to, họng kèn này thì nghe cái tiếng mic thì nó rất là khó khè, rất là sướng. Đó. Và em sẽ quay bốn xung quanh để quý vị và các bạn cùng trải nghiệm đây. Đó. Đây là phía hông của loa, đây là Sterling. Cái giá của cặp loa Sterling TWW này là giá đang giao lưu với các bác là 56 triệu, giá rất là tốt, giá không chân 56 triệu. Các bác lấy chân thì cộng thêm mấy triệu nữa thì là có chân xịn, chân zin nhé. Còn này, còn giá của đôi loa như này thì là 56 triệu, giá rất là tốt. Và đây là cái hàng Nhật về nên là có tem tách đây. Đó. Ngoài ra dòng này là có hỗ trợ cả cầu đánh BY này, các bạn có thể bỏ kết nối ra. Đó. Đấy.
giây. Và cái căng của nó thì là em bỏ ra bên ngoài rồi. Đó. Cặp loa này thì rất là dễ ghép luôn. Đấy, cái căng em để bên này. Càng rất đẹp nha, không bị rách dưới gì. Tem Stirling và đầy đủ chìa khóa. Vâng, video clip đến đây em xin dừng và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Các bác có nhu cầu xin liên hệ qua số điện thoại 0911 886 266 và hẹn gặp lại các bác.